cao tốc trung lương Mỹ Thuận tê liệt vì tai nạn liên hoàn. Đến tối ngày 18 tháng 2, tình hình giao thông trên cao tốc trung lương Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang mới dần thông thoáng sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trước đó. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 2, tại km 74 trên cao tốc trung lương Mỹ Thuận thuộc địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Vụ tai nạn đã khiến cho nhiều người ngồi trên các phương tiện bị thương phải chuyển đến bệnh viện tại Tiền Giang cấp cứu, chưa rõ mức độ thương tích sau khi xảy ra tai nạn liên hoàn, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận bị ùn ứ nghiêm trọng ở cả hai hướng trong nhiều giờ liền và kéo dài hàng chục km. Rất nhiều phương tiện phải rẽ qua đường quốc lộ 1 để tránh kẹt xe do cao tốc ùn tắc. Nhận tin báo lực lượng cảnh sát giao thông của Bộ Công an, cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường và điều tiết giao thông. Nguyên nhân và hậu quả của vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được làm rõ.